Xin chào các bạn. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, việc duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh là vô cùng quan trọng. Đặc biệt khi nhịp sống bận rộn khiến chúng ta dễ gặp phải các vấn đề về tiêu hóa như đầy bụng, khó tiêu hay thậm chí là các vấn đề mãn tính. Trong những trường hợp này, men tiêu hóa có thể trở thành vị cứu tinh giúp chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn và cải thiện chất lượng cuộc sống. Nhưng liệu bạn có biết nên uống men tiêu hóa trước hay sau bữa ăn để đạt hiệu quả tốt nhất không? Và làm thế nào để sử dụng chúng một cách khoa học? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video hôm nay nhé! Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu men tiêu hóa là gì? Men tiêu hóa là các enzyme có vai trò phân giải các chất dinh dưỡng trong thức ăn thành các dạng dễ hấp thu hơn, giúp cơ thể có thể sử dụng chúng một cách hiệu quả. Các enzyme tiêu hóa chính bao gồm amylase phân giải tinh bột thành đường đơn giản, protease phân giải protein thành các axit amin, lipase phân giải chất béo thành các axit béo và glycerol, lactase phân giải đường lactose trong sữa. Men tiêu hóa đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì quá trình tiêu hóa khỏe mạnh, giúp cơ thể hấp thụ tối đa các dưỡng chất từ thực phẩm. Điều này không chỉ giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn mà còn hỗ trợ tăng cân một cách lành mạnh và giảm thiểu các triệu chứng khó chịu như đầy bụng, khó tiêu hay phân sống. Vậy, uống men tiêu hóa trước hay sau bữa ăn? Một trong những câu hỏi phổ biến khi sử dụng men tiêu hóa là liệu nên uống trước hay sau bữa ăn để đạt hiệu quả cao nhất? Câu trả lời có lẽ khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng và tình trạng sức khỏe của bạn. Trường hợp đầu tiên đó là uống men tiêu hóa trước bữa ăn. Uống men tiêu hóa trước khi ăn khoảng 15-30 phút có thể giúp kích thích quá trình tiêu hóa ngay từ đầu bữa ăn. Điều này đặc biệt hữu ích đối với những người có hệ tiêu hóa yếu hoặc những người thường ăn kiêng. Khi lượng enzyme tự nhiên trong cơ thể không đủ để tiêu hóa hết thức ăn, nhất là sau một bữa ăn lớn, nhiều chất đạm và chất béo. Bổ sung men tiêu hóa trước bữa ăn giúp chuẩn bị cho hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, đảm bảo rằng thức ăn được phân giải nhanh chóng, giảm thiểu cảm giác đầy bụng và khó tiêu sau bữa ăn. Thứ hai là uống men tiêu hóa sau bữa ăn. Ngược lại, uống men tiêu hóa sau bữa ăn khoảng 30 phút tới 1 tiếng là cách tốt để bổ sung enzyme tiêu hóa cần thiết khi cơ thể đã bắt đầu quá trình tiêu hóa. Đây là lựa chọn phù hợp cho những người thường gặp phải tình trạng đầy bụng, khó tiêu sau khi ăn. Khi thức ăn đã vào dạ dày và quá trình tiêu hóa bắt đầu, cơ thể sẽ sản xuất enzyme để phân giải thức ăn. Tuy nhiên, nếu lượng enzyme tự nhiên không đủ, men tiêu hóa bổ sung sẽ giúp đẩy nhanh quá trình này, ngăn ngừa thức ăn ứ đọng trong dạ dày, gây ra cảm giác nặng bụng và khó chịu. Cách uống men tiêu hóa để đạt hiệu quả cao. Để mà chúng ta sử dụng men tiêu hóa một cách hiệu quả, ngoài việc lựa chọn thời điểm uống phù hợp, bạn cũng cần chú ý đến cách pha chế và kết hợp men tiêu hóa với các yếu tố khác trong chế độ ăn uống và sinh hoạt hàng ngày. Thứ nhất là pha men tiêu hóa ở nhiệt độ phù hợp. Men tiêu hóa là các enzyme rất nhạy cảm với nhiệt độ. Bạn nên pha men tiêu hóa với nước đun sôi để nguội khoảng 37 độ C để đảm bảo giữ được hoạt tính enzyme. Tránh pha men tiêu hóa với nước quá nóng trên 40 độ C vì nhiệt độ cao có thể làm mất hoạt tính enzyme, khiến chúng không còn hiệu quả. Ngược lại, nếu pha với nước quá lạnh, men tiêu hóa sẽ chậm hòa tan và có thể bị đông vón, làm giảm hiệu quả sử dụng. Thứ hai là hãy kết hợp men tiêu hóa với men vi sinh. Probiotic hay là men vi sinh, đây là các lợi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột và cải thiện chức năng tiêu hóa. Kết hợp men tiêu hóa với men vi sinh sẽ tạo ra một hệ thống hỗ trợ tiêu hóa toàn diện, giúp tăng cường sức khỏe đường ruột và giảm nguy cơ rối loạn tiêu hóa như đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy và táo bón. Probiotics giúp duy trì môi trường vi sinh vật lành mạnh trong ruột, từ đó hỗ trợ quá trình tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất hiệu quả hơn. Thứ ba là kết hợp men tiêu hóa với chế độ ăn uống lành mạnh. Men tiêu hóa không thể thay thế cho một chế độ ăn uống cân đối và lành mạnh. Để đạt được hiệu quả tối ưu khi sử dụng men tiêu hóa, bạn nên duy trì một chế độ ăn uống giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, đồng thời hạn chế các cái thực phẩm khó tiêu như là đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn và các cái bữa ăn quá nhiều đạm và chất béo động vật. Bổ sung các thực phẩm giàu enzyme tự nhiên như là đu đủ, dứa và sữa chua
vào chế độ ăn hàng ngày cũng là một cách tốt để hỗ trợ hệ tiêu hóa. Lưu ý thứ tư, đó là điều chỉnh cái lối sống để cải thiện tiêu hóa. Một lối sống lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và cải thiện chức năng tiêu hóa. Sau đây là một số gợi ý giúp bạn tối ưu hóa hiệu quả của men tiêu hóa và giữ cho hệ tiêu hóa luôn khỏe mạnh. 1. Hãy tập thể dục đều đặn. Hoạt động thể chất thường xuyên không chỉ giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa mà còn giảm nguy cơ táo bón và đầy bụng. Tuy nhiên, bạn nên tránh tập thể dục ngay sau khi ăn mà nên đợi ít nhất 1 tiếng để không ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa thức ăn, tránh gây ra các triệu chứng khó chịu như tức bụng và buồn nôn. 2. Là hãy uống đủ nước. Nước là thành phần thiết yếu của quá trình tiêu hóa, giúp làm mềm phân và hỗ trợ chuyển động ruột, giúp thức ăn di chuyển dễ dàng hơn trong ruột, giảm nguy cơ đầy bụng khó tiêu và táo bón. Hãy chắc chắn rằng bạn uống đủ 1,5-2 lít nước mỗi ngày, không chỉ từ nước lọc mà còn từ các loại nước trái cây, nước canh hoặc sữa. 3. Hãy giảm căng thẳng. Căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa, làm giảm nhu động ruột và tăng nguy cơ viêm loét dạ dày, từ đó dẫn đến tình trạng đầy bụng và khó tiêu. Bạn nên tìm cách giải tỏa căng thẳng thông qua các hoạt động như là thiền, yoga hoặc tham gia các hoạt động thư giãn giải trí để giữ cho tâm trạng luôn thoải mái và cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa. Ngoài ra, để hỗ trợ quá trình tiêu hóa một cách hiệu quả, sản phẩm Amoma Enzyme Gold đã ra đời với công thức chứa các thành phần tự nhiên và các enzyme tiêu hóa quan trọng. Sản phẩm thì có dạng gói cốm, dễ sử dụng và phù hợp với nhiều đối tượng, từ trẻ em đến người lớn. Sau đây là một số lợi ích nổi bật của Amoma Enzyme Gold đối với sức khỏe hệ tiêu hóa. Lợi ích đầu tiên đó là hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường hấp thu dưỡng chất. Amoma Enzyme Gold cung cấp các enzyme quan trọng được nhập khẩu từ Nhật Bản như Biodiestase 2000 và Lipase AB12, giúp phân giải carbohydrate, protein và chất béo một cách hiệu quả. Lactase DF100K trong sản phẩm đặc biệt hữu ích cho những người không dung nạp được lactose, giúp phân giải đường lactose trong sữa và các sản phẩm từ sữa, hạn chế được cái tình trạng khó tiêu và tiêu chảy. Ngoài ra, các lợi khuẩn dạng bào tử như là Bacillus subtilis và Bacillus clausi trong Amoma Enzyme Gold giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện chức năng tiêu hóa. Nhờ đó, Amoma Enzyme Gold giúp cơ thể hấp thu tối đa dưỡng chất từ thực phẩm, giảm tình trạng đầy bụng khó tiêu và hỗ trợ tăng cân một cách lành mạnh. Lợi ích thứ hai là cải thiện tình trạng chán ăn, ăn không ngon miệng. Amoma Enzyme Gold cũng cải thiện được cái tình trạng ăn không ngon miệng bằng cách cung cấp kẽm và lysine, hai thành phần quan trọng giúp tăng cường vị giác và kích thích cảm giác thèm ăn. Các enzyme tiêu hóa trong sản phẩm giúp phân giải thức ăn hiệu quả hơn, giảm đầy bụng khó tiêu, từ đó giúp bạn cảm thấy ngon miệng hơn. Vitamin nhóm B trong sản phẩm còn hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng và cải thiện chức năng tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn, kích thích vị giác và cải thiện cảm giác thèm ăn. Lợi ích thứ ba đó là tăng cường sức đề kháng. Amoma Enzyme Gold giúp tăng cường sức đề kháng nhờ chứa các lợi khuẩn dạng bào tử như là Bacillus subtilis và Bacillus clausi, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột và bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây hại tại đường tiêu hóa. Thành phần kẽm trong sản phẩm hỗ trợ chức năng miễn dịch, giúp cơ thể chống lại vi khuẩn và virus, hạn chế tình trạng ốm vặt. Immunecamix tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch, giúp cải thiện khả năng phòng chống bệnh tật. Nhờ sự kết hợp này, Amoma Enzyme Gold giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn và nâng cao sức đề kháng. Tóm lại, men tiêu hóa là lựa chọn hữu ích giúp cải thiện chức năng tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất. Việc uống men tiêu hóa trước hay sau bữa ăn phụ thuộc vào cái mục đích sử dụng và tình trạng sức khỏe cụ thể của mỗi người. Để đạt hiệu quả cao, bạn nên lựa chọn sản phẩm uy tín, uống đúng liều lượng và kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh cũng như thay đổi lối sống. Amoma Enzyme Gold với công thức chứa các thành phần tự nhiên và các enzyme tiêu hóa quan trọng được nhập khẩu từ Nhật Bản là một lựa chọn lý tưởng để hỗ trợ quá trình tiêu hóa của bạn. Hãy thử sử dụng và cảm nhận sự khác biệt mà Amoma Enzyme Gold mang lại cho sức khỏe hệ tiêu hóa của bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về men tiêu hóa hoặc là sản phẩm Amoma Enzyme Gold, đừng ngần ngại để lại câu hỏi bên dưới video hoặc là liên hệ qua số hotline phía trên màn hình để được hỗ trợ sớm nhất.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.